con. Hai con rớt xuống và xuống bên nhà bên kia rồi. Bên nhà bên kia này không? Dạ. Hả? Dạ. Dạ. Hiện tại bên mình hết hàng các bạn. Khoảng qua tuần khoảng thứ ba mình mới có hàng đấy. Hai anh cu đậu trên kia gốc dừa khô các bạn. Thực ra là ba con nhưng một con nó bay đi đâu ấy. Mình vừa giờ mình chạy ngang thế này. Một con. Rất nhẹ nhàng. Ngay đầu luôn các bạn. Xuống này.
trên ngọn cây sông này rớt xuống các bạn. Một viên cái rớt xuống luôn. Ở đây. Đây các bạn. Một viên. Đứng nhìn lá thủ đây. Một sai lầm rất lớn này. Xuyên qua người luôn. Xuyên từ bên này sang bên này luôn. Không biết cái cảm giác đâu không? Một là vừa mới dương lá, thấy mồi dương lá lên thì có điện thoại đổ chuông. Hai là chuẩn bị bắn thì tại con xe nó phi từ phía trước phi lên và động bay mất. Nói chung là cay. Trên cây kia các bạn. Một con. Một con nữa các bạn. Xém chút nữa là được cả hai con đó. Đúng thôi. Dạ cảm ơn ạ. Bạn ăn may mà. Chú lái xe ủi kia chú bảo lợi hại. Đây nghe. Một viên. Vẫn may kìa.
xuống rồi thì sao?